đến, mình là Lệ Phương. Hiện giờ Lệ Phương đang ở cửa hàng 7-Eleven. Có gì đặc biệt không? Cái này là không có người bán. Cửa hàng 7-Eleven không có người bán. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết là cửa hàng này có gì đặc biệt. Cùng nhau đi vô đây nhé. Khi mà các bạn muốn vào cái cửa hàng không có người bán này á, là phải làm cái thẻ như thế này. Thì các bạn mua cái thẻ này xong, mua ở đây có bán, mua cái thẻ này xong là các bạn phải quét mã, quét cái này xong. Thì nói chung là đăng ký xong rồi mới được vào cửa hàng này và mua đồ. Tiếp sau tháng 6, chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven lại tiếp tục mở cửa hàng không người bán số 2. Cửa hàng này tọa lạc tại khu Tín Nghĩa, gần trạm xe điện Metro, Sư Trinh Phụ Tràng, với mô thức kinh doanh 24/24 tiếng. Cửa hàng này rộng gần 86m², dùng tông màu trắng bạc và màu xanh để tạo cảm giác không gian vũ trụ viễn tưởng. Khi vào cửa hàng, người tiêu dùng có thể chọn phương thức quét thẻ hoặc là hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Và ở quầy thanh toán tiền có hệ thống nhận diện sản phẩm và quét mã vạch tự động. Khi tính tiền, sau khi hệ thống nhận diện khuôn mặt xác nhận danh tính cá nhân, thì có thể dùng thẻ iCash 2.0 hoặc là thẻ EasyCard trả tiền là được rồi. Cửa hàng tiện lợi cho biết, sau khi mở cửa hàng tiện lợi không người bán 7-Eleven vào cuối tháng 6, chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày là đã có trên 3.000 người đến trải nghiệm. Lần này, cửa hàng không người bán thứ hai được mở cửa, kinh doanh 24/24 tiếng và mặt hàng cũng nhiều hơn. Mới mở cửa có mấy ngày thôi nhưng cũng thu hút rất nhiều người tiêu dùng đến mua sắm. Tôi đến đây để trải nghiệm tính tiện lợi của cửa hàng không người bán S-Store. Tôi thấy cửa hàng này được thiết kế giống như không gian vũ trụ. Cửa hàng loại này chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng tôi thấy mặt hàng không có được phong phú lắm. Cửa hàng tiện lợi không người bán bày bán đủ các loại mặt hàng, tổng cộng có trên 1.000 loại, 3 chiếc tủ lạnh cảm ứng thông minh. Và ở khu vực bên ngoài còn có cung cấp 18 chỗ ngồi và sạc pin điện thoại miễn phí.